Chúng tôi là Chuẩn Đam Mê. Lời nói đầu tiên thì nhóm Chuẩn Đam Mê xin được gửi tới toàn thể quý độc giả của báo Thanh Niên Online và quý vị khán giả trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Nhóm Chuẩn Đam Mê thì bao gồm có những thành viên, mình là Tuấn Anh. Hai, xin chào các bạn, mình là Bùi Công Danh. Mình là Quỳnh Thiện Trung. Hai, xin chào, mình là Nguyễn Khang. Nhóm Chuẩn Đam Mê được thành lập cách đây 2 năm, gần 3 năm thôi. Nhưng mà thật sự đây chính là những người bạn thân với nhau từ nhỏ, là những thành viên của đội kịch Tuổi Ngọc. Và khi lớn lên mỗi người một ngành nghề và mỗi người một hướng khác nhau. Nhưng khi mà có cùng đam mê như vậy thì tụi em hợp lại thành một nhóm để đi tiếp, bước tiếp cái đam mê của mình, làm những cái sản phẩm giống như gọi là, nói cho vui là giống như là tự sướng vậy đó. Nhưng mà thật sự đó cũng là một cái hướng phát triển của tụi em đang muốn hướng tới. Mình càng làm nhiều và làm những cái phim, những cái thể loại, những cái thể loại khác nhau để mong muốn là gửi tới khán giả những cái sản phẩm hay nhất. Đó cũng là một cái hướng mà tụi em đang muốn phát triển nhóm và sau này sẽ đi một cái con đường dài, thật dài, chứ không phải là làm chơi. Như các bạn cũng đã biết thì Chuẩn Đam Mê năm vừa rồi đã tham gia cái cuộc thi Làng Hài Mở Hội 2017. Thì sau cái dự án mà Làng Hài Mở Hội của nhóm tham gia thì nhóm có một số dự án khá được các bạn trẻ đón nhận ở trên YouTube, đó là Tây Du Ẩu Ký, phim hành động Nhân Ẩn. Và một sản phẩm mới nhất của Chuẩn Đam Mê đó chính là phim kinh dị Lời Nguyền. Bộ phim Lời Nguyền xoay quanh ba nhân vật chính, là ba nhân vật đó là trốn chạy, được trốn vào trong một ngôi nhà. Trong ngôi nhà đó thì cứ đúng 12 giờ đêm thì sẽ xảy ra rất nhiều những cái chuyện kỳ lạ. Và những cái chuyện kỳ lạ đó nó cứ liên tục tiếp tới như vậy. Thì điều gì sẽ xảy ra trong ngôi nhà đó và điều kỳ lạ gì? Thì sẽ mời mọi người chúng ta sẽ đón xem bộ phim Lời Nguyền. Nói về cái quá trình làm phim á, thì đây là một bộ phim cho nhóm tự sản xuất nên gặp rất là nhiều khó khăn, chẳng hạn như giống như cái chuyện đầu tiên là tìm nữ chính cho phim đó, nhóm cũng phải tìm rất là nhiều bạn, rồi có bạn đã chịu rồi, nhưng mà tới cái ngày quay phim á, sát ngày quay phim, qua ngày hôm sau quay á, thì cái bạn đó lại nói là kẹt bận việc gia đình, không có thể tham gia được cùng với nhóm. Thì lúc đó là nói chung là cũng điêu đứng, sức bất sang ban, rồi phải đi tìm gấp một cái bạn nữ khác để thế vô cho cái bạn chính đó. Rồi khi mà bắt đầu xuống tới cái bối cảnh quay đó, thì đó là một cái căn nhà mà nhóm rất là thích, tại vì cái nhà nó đã lâu rồi không có ai ở, mà nó nằm cạnh cái ven sông nữa. Rồi nói chung là nhóm làm phim ma nhưng mà rất là sợ ma. Xuống dưới nói chung là cái ngày, cái đêm đầu tiên là anh em bắt đầu là không có dám đi đâu á, đi đâu cũng phải tụm lại đi. Tiếp theo, cái vấn đề khó khăn tiếp theo đó là về kinh phí. Nói chung là nó cũng hơi nhạy cảm, tại vì nhóm vì là một cái hướng đi riêng nên chưa tìm được một đối tác nào có thể đồng hành cùng với nhóm trong cái việc sản xuất phim, thì tất cả mọi chi phí đều là do các anh em tự bỏ tiền ra làm. Tất cả anh em dồn tâm huyết, dồn tất cả chất xám dồn này nó vô một cái bộ phim, mong muốn làm được một cái bộ phim mà thật là lạ gửi tới quý vị khán giả. Nhưng mà cái vấn đề kinh phí nó cũng phải quyết định rất là nhiều. Ví dụ giống như là cái phim này, như là từ đầu là nhóm dự định là chỉ quay trong 2 ngày thôi, quay 2 ngày, tức là quay suốt 48 tiếng để tiết kiệm kinh phí hết mức có thể. Và sau 2 ngày quay đó thì thực sự là nhóm bị hụt kinh phí đi và phải ngừng khoảng thời gian gần 2 tháng mới có thể quay tiếp theo, mới có thể là quay tiếp một ngày nữa cho hoàn thành cái phim. Đó là một cái điều cũng rất là ảnh hưởng trong cái tiến độ mà làm phim. Nhưng vì đam mê, nhóm không bỏ cuộc, vẫn kiên trì, vẫn ráng. Bây giờ hết kinh phí rồi, mình ráng mình để dành, hoặc là mình tìm cách nào đó để mình hoàn thiện cái phim. Đó, đi mượn hay là gì đó. Mình hoàn thành cái phim, hoàn thành cái đam mê của mình. Cũng như là làm cái nào là chắc cái đó, chứ không có muốn là làm lỡ dở gương hoặc là ngâm lâu. Tại vì mục tiêu của nhóm là đam mê mà, cho nên là nhóm làm hết sức vì cái đam mê của mình. Cái vấn đề kinh phí là ảnh hưởng tới nhóm rất là nhiều, nên có những bạn, có những thành viên đã cộng tác, đã tham gia chung với nhóm đã cảm thấy là bị nản cho cái quãng đường mà nhóm đi. Tại vì tất cả mọi phim đều tụi mình đều tự tụi em đều tự phải chính tụi em bỏ tiền ra để sản xuất. Thì trong cái lúc mà đó, giống như nãy bạn Tuấn Anh vừa chia sẻ là vôi thêm một cái ngày quay nữa nên kinh phí nó lên rất là nhiều. Thì có một số bạn cũng đã nản, thì tụi em chỉ biết là động viên nhau,
vực cái tinh thần dậy để hy vọng là đây là một cái sản phẩm tốt ra mắt cho khán giả, cứ đặt niềm tin vô nó, thì sau đó thì hy vọng là sẽ có những nhà sản xuất khác, những bạn nào mà có phim thấy là cùng tiêu chí với lại nhóm sẽ đầu tư cho nhóm để nhóm sẽ đi tiếp cái con đường cũng như là cái ước mơ của nhóm. Thì ngoài yếu tố kinh dị ra thì nhóm Chuẩn Đam Mê muốn gửi đến thông điệp trong cuộc sống cho tất cả mọi khán giả, đó là ác giả ác báo. Thì khi cái bản tính trong con người mình đã làm điều ác rồi thì mình cho dù mình có ngủ hay là mình có làm bất cứ hành động gì, mình vẫn nghĩ đến nó. Và khi có thể là con người mà ác quá, khi mà chết đi vẫn là chưa có xong đâu, họ sẽ phải trả giá bằng những cái tội lỗi, tội ác của mình ở dưới địa ngục. Nói chung là thông điệp của nhóm Chuẩn Đam Mê muốn gửi tới khán giả, trong cuộc sống này chúng ta luôn làm những điều thiện nguyện, điều tốt, sống tốt, sống có ích cho bản thân và sống đối xử rất là tốt với mọi người xung quanh chúng ta. Thì hiện nay thì quý vị cũng có thể thấy rằng là ở trên mạng có rất là nhiều những nhóm các bạn trẻ đầu tư cũng như là làm rất là nhiều những bộ phim với nhiều thể loại khác nhau, nhưng Chuẩn Đam Mê đã xác định được một cái hướng đi riêng của mình và mong muốn sẽ đưa ra một số những sản phẩm chỉnh chu. Đây chỉ là một nhóm mà cái niềm đam mê rất là mãnh liệt về phim ảnh hoặc là những cái dự án mà sân khấu, cho nên là khi mà lần này thì cái sản xuất những cái phim chắc chắn sẽ có những cái lỗi nhỏ, thì mong tất cả khán giả nếu mà có nhận ra cái lỗi đó thì hãy bỏ qua, bởi vì nói tóm gọn là tất cả những điều mọi người nãy giờ vừa nói, đây là một sản phẩm mà nhóm tự bỏ tiền, tự kinh phí, không có bất kỳ nhà đối tác hay đầu tư gì cho sản phẩm. Tại vì đây là một cái niềm đam mê rất lớn mà khi một cái nhóm trẻ giống như là Chuẩn Đam Mê đây thực hiện làm phim, thì mong muốn khán giả sẽ đón nhận bằng những tình cảm mà chân thành nhất mà những gì nói, cái tên Chuẩn Đam Mê đã nói lên trong những cái sản phẩm của Chuẩn Đam Mê. Nhóm Chuẩn Đam Mê xin được cảm ơn báo Thanh Niên Online đã cho nhóm cái cơ hội được ngồi đây và chia sẻ về cái niềm đam mê của mình cũng như những khó khăn trong quá trình làm phim với tất cả mọi người. Và nhóm tin chắc rằng với cái niềm đam mê của mình thì nhóm sẽ cố gắng làm thật nhiều hơn nữa, làm nhiều sản phẩm hơn nữa để gửi đến quý khán giả. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống. Xin chào.